xin chào tất cả các bạn, mình là Phương. Hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp tục với bài học thứ hai trong cái chuỗi bài học giao tiếp với bé hàng ngày. Thì mỗi câu Phương sẽ đọc từ chậm cho tới nhanh, sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nối cũng như là cái ngữ điệu của câu. Thì mỗi câu là mọi người nên cố gắng luyện tập nhiều lần, và đặc biệt là mọi người có thể dừng lại đọc lại 10 lần để chúng ta luyện tập quen với những chuỗi nối cũng như là cái ngữ điệu để chúng ta có thể giao tiếp tự nhiên hơn. Và chúng ta cùng vào bài học nhé. Câu đầu tiên, can you take out the trash tonight? Rồi mọi người chú ý chỗ đây, họ sẽ nói take out, nó sẽ nói qua luôn. Can you take out the trash? Nó sơ mạnh nên là mọi người phải bật sơ mạnh lên. Tonight, cuối câu ngữ điệu đi lên, mình sẽ đưa ngữ điệu lên. Can you take out the trash tonight? Thì take out the trash có nghĩa là đi vứt rác. Thì câu này là con ơi, con tối nay con đi vứt rác nhé. Câu tiếp theo, can you please do the dishes? Ngữ điệu chúng ta sẽ đưa lên, please nó có z nên là mọi người nhớ xin z ra. Can you please do the dishes? Con ơi, con rửa chén đi nhé. Do the dishes là rửa chén. Câu tiếp theo, can you do the laundry please? Can you do the laundry please? Nhớ xin z, ngữ điệu đưa lên trên là con ơi, con giặt đồ đi nhé. Do the laundry là giặt đồ. Rồi câu tiếp theo, could you tidy up your room please? Tidy up, tidy up có nghĩa là dọn dẹp phòng của con. Con ơi, con làm ơn dọn dẹp phòng của con đi nhé. Could you tidy up your room please? Rồi câu tiếp theo, mean your little sister just spilled her drink, can you clean it up? Rồi câu này mọi người chú ý, nó sẽ nói chỗ này clean, nó sẽ nói với chữ y thôi, nó sẽ tách ra là clean it, chữ t thành chữ d, bởi vì nó đang chữ t đang đứng giữa hai nguyên âm y và u thì chữ t trong dòng Mỹ nó sẽ thành chữ d. Clean it up, can you clean it up? Con có thể lau dọn giúp em hay không? Rồi Phương đọc lại nha. Mean your little sister just spill her drink, can you clean it up? Rồi câu tiếp theo, can you make your bed before we leave? Can you make your bed before we leave? Rồi, câu này make your bed là dọn dẹp giường của con đi. Can you make your bed before we leave? Con dọn dẹp, con phải dọn dẹp giường của con trước khi chúng ta rời đi đấy. Rồi, câu tiếp theo, I think it's time to get dressed. We have to go in an hour. Rồi, câu này chúng ta sẽ nói go in an hour. Câu này có nghĩa là I think it's time to get dressed. Mà mẹ nghĩ là đã đến giờ chúng ta phải thay đồ rồi. Get dressed là thay đồ, mặc đồ. We have to go in an hour là chúng ta phải đi trong vòng một tiếng rồi. I think it's time to get dressed. We have to go in an hour. Rồi mọi người nhớ luyện tập những cái chỗ nối nha. Câu tiếp theo, did you walk the dog yet? It's getting late. Walk the dog, cái cụm này có nghĩa là dắt chó đi dạo. Did you walk the dog yet? It's getting late. Trời sắp tối rồi đó. Con đã dắt chó đi dạo chưa? Dắt chó đi dạo đi. Rồi câu tiếp theo, did you lock the door? The door. Lên ngữ điệu đi lên. Did you lock the door? Con đã khóa cửa chưa? Câu cuối cùng, have you finished your homework yet? Have you finished your homework yet? Câu này là con đã hoàn thành bài tập của mình chưa, ngữ điệu cũng sẽ đưa đi lên. Và chúng ta cùng đọc lại 10 câu này một lần nữa. Can you take out the trash tonight? Can you please do the dishes? Can you do the laundry please? Could you tidy up your room please? Mean your little sister just filled her drink, can you clean it up? Can you make your bed before we leave? I think it's time to get dressed. We have to go in an hour. Do you walk the dog yet? It's getting late. Do you lock the door? Have you finished your homework yet? Và vừa rồi là chúng ta đã hoàn thành xong 10 câu giao tiếp với bé trong hàng ngày, và mọi người cố gắng luyện tập nó mỗi ngày và áp dụng vào giao tiếp với bé.